Là giá vé bao nhiêu chị? Nó đi một người á. Một người khoảng 100 100 nghìn. Nhưng mà đi ra thì nếu mà đi tàu á thì 5-6 người nó rẻ hơn. khoảng chừng 300 mấy 400 ngàn. Đi đi đông, đi đông thì có lợi phải không? Rồi khi nào chú có đi thì điểm số này nè, tôi chở giá của người chú ạ. Tàu tôi lớn gì nè. Chuyến vậy là nó rồi 180 ngàn á, ở đây 180 hoặc 200-300 gì đó. Thì mình cũng như là thời gian nó còn dài ha, ngắn ha, tùy theo mình hoạt động. Mà cái thời gian mà mình đi chơi là từ mấy giờ chợ nổi mở cửa chú? Gian là sáng sớm. Sáng sớm cho đến trưa. Chào tất cả các bạn. Kinh KNT hôm nay đang có mặt tại trục đường quốc lộ 1 gần dốc cầu Cái Răng. Chúng ta sáng nay sẽ tham quan chợ đồ Cái Răng. Thì có hai cách để đi tham quan. Cách thứ nhất là đi từ quận Ninh Kiều, tức là dưới dốc cầu Cái Răng, chúng ta đi dọc theo lộ Dục Cung để đi chợ nổi. Cách thứ hai là qua dốc cầu Cái Răng, chúng ta quẹo phải đi xuống đường Võ Tánh cặp theo dòng sông chợ nổi và có các cái chuyến tàu để đưa chúng ta đi. Chúng ta đang có mặt tại khu vực chợ nổi Cái Răng nha các bạn. Kinh KNT, địa điểm du lịch giúp thú vị. Hân hạnh trân trọng kính chào tất cả các bạn, các quý vị gần xa. Hôm nay Kinh KNT sẽ có một chuyến tham quan chợ nổi Cái Răng thuộc thành phố Cần Thơ. Chợ nổi Cái Răng nằm ở địa bàn giữa hai quận là quận Ninh Kiều và quận Cái Răng, thuộc nhánh sông Hậu, nằm dưới dốc cầu Cái Răng. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về chợ nổi Cái Răng, một địa điểm du lịch nổi tiếng tại thành phố Cần Thơ. Chúng ta đang qua cầu Cái Sơn. Đây là trục lộ dòng cung từ cầu Cái Răng đi về Phong Điền nha các bạn. Chúng ta đang di chuyển trên trục lộ dòng cung cặp chợ nổi Cái Răng. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn quang cảnh tại trục lộ dòng cung thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, cặp bên sông chợ nổi Cái Răng, trước lúc đi tham quan chợ nổi Cái Răng nha các bạn. Chúng ta đang di chuyển trên cầu Cái Sơn thuộc địa bàn phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đây là một cái cầu bằng bê tông có chiều rộng tương đối lớn. Chúng ta đang thả dốc xuống dốc cầu. Hôm nay trời nắng rất là tốt các bạn ơi. Hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc tham quan chợ nổi Cái Răng. Chúng ta đang di chuyển trên trục lộ Dòng Cung thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Trước lúc đi tham quan chợ nổi Cái Răng, chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn một số hình ảnh con đường cặp bên hông chợ nổi Cái Răng, đó là lộ Dòng Cung. Hôm nay trời nắng ấm áp vào buổi sáng, thiệt là tuyệt vời các bạn ơi. Quang cảnh hai bên đường rất là đẹp và mọi người ở đây rất là thân thiện. Chợ nổi Cái Răng là một cái điểm du lịch thú vị nha các bạn, bậc nhất của thành phố Cần Thơ. Đây là miền sông nước Hậu Giang. Chợ nổi Cái Răng thường xuất hiện
vào sáng sớm nha các bạn, cho đến là buổi xế trưa. Ở đây là chợ nổi nổi tiếng của thành phố Cần Thơ và có rất là nhiều đoàn khách du lịch hàng ngày đi trên các cái con thuyền du lịch gần xa đến tham quan chợ nổi Cái Răng. Chúng ta đang di chuyển trên con đường Lộ Dùng Cung tuyệt đẹp. Trời hôm nay ánh nắng rất là ấm áp, quang cảnh hai bên đường rất là đẹp các bạn ơi. Một buổi sáng thật là tuyệt vời để tham quan chợ nổi Cái Răng. Đường này là đường đi về Phong Điền đó nha các bạn. Nếu chúng ta đi từ Cần Thơ vào thì chưa qua cầu Cái Răng, chúng ta đi bên phải, nó có một cái đường nhánh, đường dân sinh đó các bạn. Cặp theo bên hông cầu, quẹo phải, đi về Lộ Dùng Cung và đi về Phong Điền đó các bạn. Thì chúng ta đang ở Lộ Dùng Cung và cặp bên hông Lộ Dùng Cung này là chợ nổi Cái Răng. Ở phía trên dốc cầu Cái Răng, từ Cần Thơ vào Cái Răng thì chúng ta có thể nhìn thấy chợ nổi Cái Răng từ ở trên dốc cầu nha các bạn. Phía trước mắt chúng ta là chợ nổi Cái Răng. Bây giờ là khoảng 8 giờ sáng các bạn ơi. Tàu ghe rất là tấp nập. Trước lúc tham quan chợ nổi Cái Răng, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn con đường Lộ Dùng Cung thuộc địa phận quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Các bạn thân mến, chúng ta đang nhìn xuống chợ nổi từ Lộ Dùng Cung nha các bạn. Sáng nay tàu ghe mua bán rất là tấp nập các bạn ơi. Chúng ta đang nhìn xuống chợ nổi từ Lộ Dùng Cung của Ninh Kiều nha các bạn. Đây là Lộ Dùng Cung, chúng ta sẽ qua Cái Răng để đi chợ nổi theo hướng Cái Răng nha các bạn. Hôm nay Kinh Cam NT, địa điểm du lịch thú vị, sẽ hướng dẫn các bạn tham quan chợ nổi Cái Răng từ phía bên quận Cái Răng nha các bạn. Chúng ta đang đi vào con đường dân sinh cặp dốc cầu Cái Răng. Ta đi theo con đường này và quẹo trái về đường Võ Tấn để đi chợ nổi Cái Răng. Nếu chúng ta quẹo phải là vào chợ Cái Răng nha các bạn. Trời hôm nay nắng quá. Thời tiết nắng nóng nhưng quang cảnh rất là đẹp các bạn ơi. Chúng ta sẽ quẹo trái để đi về chợ nổi Cái Răng.
đây là trục đường Võ Tánh thuộc quận Cái Răng. Đường này cặp bên hông của chợ nổi Cái Răng nha các bạn, cũng giống như là trục đường lộ Vòng Cung ở quận Ninh Kiều cặp theo chợ nổi Cái Răng. Thì bên quận Cái Răng thì trục đường Võ Tánh cặp bên chợ nổi Cái Răng. Chúng ta sẽ đi theo con đường Võ Tánh này đến khu chợ nổi Cái Răng. Chúng ta sẽ đến tham quan khu chợ nổi Cái Răng, điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng. Đây là khu vực văn hóa Yên Thuận thuộc phường Lê Bình, quận Cái Răng. Chúng ta đang tiến dần vào khu vực chợ nổi Cái Răng nha các bạn. Đi đến chợ nổi Cái Răng, chúng ta có hai con đường để đi. Một con đường là từ quận Ninh Kiều, tức là theo trục lộ Vòng Cung, đường về Phong Điền các bạn. Thì có bến tàu để chúng ta đi chợ nổi Cái Răng. Cái cách thứ hai là chúng ta qua cầu Cái Răng thuộc quận Cái Răng, phường Lê Bình, và chúng ta đi theo đường Võ Tánh để đến khu vực chợ nổi Cái Răng. Các bạn ơi, trước mắt chúng ta là điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng. Tại đây có các cái con tàu để đưa đón du khách đi chơi chợ nổi Cái Răng, với giá bình quân là một cái tàu như vậy khoảng 5 người là 180-200 ngàn một tàu nha các bạn. Và thời gian đi chơi là khoảng từ 40-60 phút nha các bạn. Thì chúng ta có thể là mua hàng ở trên sông, ăn uống và tham quan cảnh chợ nổi Cái Răng tại giữa lòng sông. Hôm nay chúng tôi sẽ dẫn các bạn đến một quán cà phê nổi trên sông nha các bạn, sắc màu chợ nổi nha các bạn, quán sắc màu chợ nổi. Chúng ta sẽ tham quan quán sắc màu chợ nổi nổi trên sông. Chúng ta sẽ thưởng thức những ly cà phê và nhìn ra chợ nổi nha các bạn. Chúng ta đang di chuyển trên đường Võ Tánh thuộc phường Lê Bình, quận Cái Răng. Đến quán cà phê sắc màu các bạn ơi. Trước mắt chúng ta là bên tay phải là quán cà phê sắc màu chợ nổi, quán cà phê nổi trên sông. Chúng ta đi bằng cái cầu phao để ra nghe các bạn. Đây có quán cà phê ngay chợ nổi, sắc màu chợ nổi. Chúng ta ghé uống cà phê chợ nổi Cái Răng. Đây quán cà phê trên sông luôn nha các bạn, và chợ nổi Cái Răng nè, giới thiệu cho các bạn khi nào ghé chợ nổi Cái Răng chơi thì có cô bé phục vụ quán rất là dễ thương. Lâu quá ghé chợ nổi thật là tuyệt vời luôn. Cho chú một ly cà phê đá đi. Ngồi đây đi, ngồi đây cũng được. Mình đi mấy người chút. Đi có một người một à. Cà phê đá. Quá nhất là đi chợ nổi Cái Răng. Đây em có tàu chở đi chợ nổi luôn. Ăn sáng rồi nọ luôn. Ở đây là mình nhìn ra thấy quang cảnh toàn bộ chợ nổi luôn ha. Đúng rồi, này khu trung tâm này nó hoạt động chạy vòng vòng đây tới đây nó lên ăn, rồi lại đằng kia là chỗ tiếu đồ tiếu. Bây giờ nó tập trung vòng vòng đây hết, hầu như là tất cả tập trung hết đây hết. Quán này mới mở được có 2 tuần mà thấy rất là sự phát triển rất là mạnh á, tương lai ngon lành.
chắc tương lai là phải mở rộng thêm nó đâu đó. Em dự định là nếu mà ok em làm thêm một chiếc. Đây là quang cảnh bên trong quán cà phê tại chợ nổi Cái Răng. Quán cà phê này là giống như cái phao nha các bạn, ở giữa sông mình ngồi uống cà phê nhìn ra chợ nổi. Ở đây môi trường rất là thân thiện, phục vụ rất là chu đáo nha các bạn. Khi nào ghé chợ nổi Cái Răng là ghé ủng hộ quán nha. Quán này tên gì anh? Quán này Sắc Màu Chợ Nổi. À, quán Sắc Màu Chợ Nổi, đây ông chủ nè. Chủ quán. Chào cả nhà. Anh thấy là mình tình hình mình đầu tư này nọ được 2 tuần mà tương lai chắc phát triển mạnh đúng không? Dạ em thấy là nó có phát triển dữ đó anh. Tại vì khách hàng của em á, hai tuần nay là nó ổn định lắm. Nhất là khách địa phương. Hiện tại giờ em chưa khai thác khách du lịch. Nhưng mà hiện tại giờ là khách địa phương là em đánh cho khách địa phương nhiều nhất. Là khách địa phương là tập trung nhiều nhất. Còn khách du lịch thì nó lai rai. Sau này em sẽ liên kết với khách du lịch. Qua cái video YouTube này gửi đến các bạn nha. Các bạn nếu mà có du lịch á, thì đến ủng hộ quán này nha. Cái quán này các bạn đi rất là dễ thôi. Qua dốc cầu Cái Răng, đi theo cái trục đường cặp theo cầu, trục đường danh qua này. Dạ. Trục đường trước mình đó. Đường Võ Tánh. Đường Võ Tánh, đi vô thì nó có quán nổi trên sông. Quán Sắc Màu nha các bạn, cà phê rất là đẹp luôn. Chợ nổi, nó nằm nổi trên sông. Mình ngồi là mình có cảm giác như là nó bồng bềnh trên mặt nước. Cần thiết là có những cano mình đi chơi chợ nổi luôn nha. Quang cảnh đằng trước rất là đẹp. Có các em phục vụ cũng rất là dễ thương luôn, nhiệt tình nha. Lúc mà mình ghé uống cà phê là ra chào đón, chào hỏi là đàng hoàng. Này ba chủ không? Không có, này nhân viên em. Nhân viên tù ngủ rồi. Quán em mở 5 giờ. Mở 5 giờ sáng. 5 giờ sáng là đóng khách lịch luôn. Rồi tới buổi chiều mấy giờ mới nghỉ? Buổi chiều em bán full ngày luôn, tới 10 giờ mới nghỉ. 22 giờ là phục vụ gần hết ngày rồi. Tới 5 giờ sáng là mở cửa lại. Chúng ta sẽ bắt đầu đi tham quan chợ nổi nha các bạn. Chúng ta sẽ vào đây để mua vé và xuống đò để tham quan chợ nổi sáng nay. Chúng ta bắt đầu đi thôi. Chúng tôi đang có mặt trên
chợ nổi Cái Răng. Chúng tôi đang ở trên con tàu để đi tham quan chợ nổi Cái Răng nha các bạn. Hiện nay chợ nổi Cái Răng rất là đông, nhiều tàu thuyền, khách du lịch đi lại trên sông rất là đông các bạn ơi. Dân chúng mua bán trên chợ nổi cũng rất là đông và nhiều mặt hàng khác nhau, rất là tấp nập. Sáng nay chợ nổi Cái Răng là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia được công nhận năm 2016. Nay chúng tôi có mặt tại chợ nổi Cái Răng muốn giới thiệu các bạn một số hình ảnh tại chợ nổi Cái Răng sáng nay, các bạn xem nhé. Các bạn thấy không, xa xa tàu bè rất là đông, mua bán rất là đông và rất là sung. Hôm nay một buổi sáng thật là tuyệt vời, chúng tôi thấy rất là choáng ngợp với cái cảnh mà mua bán trên sông, bà con mua bán đông lắm các bạn ơi. Chợ nổi Cái Răng đúng là một cái chợ miền sông nước tuyệt vời mà đáng để tham quan. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các hình ảnh tàu thuyền, cảnh mua bán và cảnh sinh hoạt của người dân miền sông nước nha các bạn. Chúng ta đang nhìn thấy các cái ghe bán dưa hấu rất là nhiều các bạn. Có thể là dưa hấu gần Tết rồi đây. Dưa hấu rất là nhiều trên sông chợ nổi sáng nay. Chúng ta thấy là chợ nổi sinh hoạt rất là đông đúc, mua bán rất là nhiều mặt hàng các bạn ơi. Ghe xuồng mua bán rất là nhiều mặt hàng trên sông và họ treo trên các cái cần cây để cho mọi người thấy và biết là họ đang bán mặt hàng nào các bạn. Ghe thuyền di chuyển trên sông thì người thợ lái thuyền phải thật khéo léo nha các bạn, luồn lách để tránh lẫn nhau, không bị va chạm. Mua bán thật dễ dàng khi họ cập ghe xuống và giao hàng. Cái thời gian mà sinh hoạt mua bán của chợ nổi là từ 3 đến 5 giờ sáng là chủ yếu là bán sỉ nha các bạn, bỏ mối. Từ 6 đến 9 giờ chủ yếu là dùng cho khách du lịch. Chợ nổi Cái Răng mang đậm sắc màu nhiệt đới. Trên chợ sông bán rất nhiều mặt hàng trái cây, rau cải. Thật là tuyệt vời các bạn ơi. Chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn
các hình ảnh mua bán tại chợ nổi. Nghe cho các bạn. Cho tôi bút chị ơi. Chúng ta thấy các cái ghe chở rất là nhiều mặt hàng nha các bạn. Và chủ yếu là các mặt hàng nông sản từ các cái vùng nông thôn chở ra chợ nổi để bán buổi sáng nay nha các bạn. Hôm nay chợ nổi rất là đông đúc với những ngày cuối năm. Bây giờ là đã là tháng 12 rồi thì chuẩn bị là Tết nha các bạn. Bán ở đây là gian hàng bán bí đỏ nè các bạn ơi. Đó, các cái ghe bí đỏ nè, rất là lớn và nhiều. Rồi có rất là nhiều cái ghe khác nhau chở các mặt hàng khác nhau, khách tham quan chụp hình chụp ảnh cũng rất là đông các bạn. Cho cái bánh bao đi gì ơi, bao ngon quá, chợ nổi có bánh bao ngon quá, mời vô. Thôi ăn bưởi thôi, bưởi ngon quá, xin miếng cái gì, cà chú. Ghe còn là trái cây không? Ai bán trái cây đây? Tại bữa vô ký vậy? Vô thú làm sao vậy? Không ai trả lời cho ta. Các cái ghe bán khóm nè, trên chợ nổi nè, rất là tuyệt vời nha. Có nhiều gian hàng bán quá, chủ yếu là khóm là nhiều. Mùa này chắc mùa khóm quá. Tuyệt vời quá, sáng nay thật là tuyệt vời. Chợ nổi tàu ghe tấp nập các bạn ơi, sáng nay rất là nhiều tàu ghe mua bán tấp nập trên sông nước mênh mông, tiếng sóng tiếng máy của các chiếc tàu xôn xao cả bầu trời. Hôm nay là một ngày tuyệt vời để đi tham quan nha các bạn.
Ừ, mấy con tàu này sống chồng chền quá. Họ bắn bắn cầu xiêm, xài, chanh. Họ để chọc ông này chơi. Cho ký xài đi, chú ơi, cho ký xài đi. Ký bắn cầu. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn một số hình ảnh từ trên cao nha các bạn. Chợ nổi như nhìn từ trên cao rất là đẹp các bạn ơi. Chúng ta thấy là các cái đoàn tàu ghe mua bán rất là tấp nập. Đây là cảnh buôn bán trên sông Chợ Nổi các bạn. Ghe tấp vào rồi các cái mặt hàng được khách hàng tiếp nhận. Ở đây họ bán các cái món ăn rất là ngon các bạn ơi. Mình có thể là kêu các món ăn và họ đem tới cho mình. Thật là tuyệt vời. Đây là quang cảnh trên một cái nhà hàng trên Chợ Nổi nha các bạn. Tàu khách du lịch cập vào và ghé ăn. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Ăn trên sông nước bồng bềnh. Ở đây họ bán rất là nhiều món ăn các bạn.